Đây học sử. Nó chè đâm cỏ gái cho cỏ gà. Ừ, chè đâm này, món chè đâm để mẹ ơi. Món Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì sông Hai Miền lại được một anh của sông Hai Miền mời đến nhà chơi. Thì chúng ta coi anh này mời đến nhà thì có những món gì hay là nhà của anh như thế nào thì sông Hai Miền sẽ chia sẻ nên để quý anh chị cùng tham khảo những món đặc sản của miền Tây xứ Nghệ nhé. Thì của quý anh chị sông Hai Miền thì mấy thời gian nó đau chân không cho nên mới không chia sẻ được nhiều cái. Xin mời các bạn cùng theo cho sông Hai Miền vô. Bây giờ thì người ta đã giọt mâm rồi. Vâng, thì đây sông Hai Miền sẽ đi ngô hướng đây đi. Một nào ấy đã không đây thừa ba con ơi. Toàn những món là phải gọi là đặc sản đấy. Chín rồi, chín bá đúng không? Chín. Chín vấn đề đây. Chị em ấy toàn tẩm bá đúng không chứ? Cương cá lóc cá mát tôi. Bá tẩm bá huy. Bá huy này. Đây nhà này con cần cứ đây. Đây là bá này. Sao chữ đây mà bỏ sao tám rồi kim chơi nhăng nó phải tay cũng để chơi. Thì bây giờ sau Hai Miền sẽ giới thiệu sơ qua những vài món cá nhé, nhiều vài món ăn. Thì vâng, quý anh chị thấy cái này là cái gì, màu này là màu xanh xanh phải không? Nhiều quý anh chị tưởng đây là vèo nhưng không phải đâu. Đây là một món rêu. Đây là rêu đá phải không? Vì rêu nó có hai loài. Có hai loài cho nên đây là rêu đá, được chủ nhà nói là rêu đá. Còn đây là cá mát này. Cái gì các bạn? Dù đồng nguồn. Làm như đây, là cá mát. Đây là cá lấu. Cá lấu không? Cá này là Tây Bắc với mình ý. Theo như chùa Thanh Hóa thì đây là cá thần, nhưng mà đến với miền Tây xứ Nghệ đây là không phải là thần đâu, đến mâm luôn. Gọi là còn đây là thịt trong gác bếp. Bây giờ tí nữa soi mình sẽ thưởng thức rồi coi hương vị như thế nào. À, mâm cuồng siêu sẽ mòn cá này. Soi mình sẽ mâm bên này. Mâm này là sông Hai Miền không được ngồi, sẽ ngồi mâm bên này. Đấy. Nặng lắm. Ba nha chị nhỉ. Rồi. Mời quý vị cùng thưởng thức với chúng tôi. Đây, anh của sông Hai Miền mời là được anh cùng nhà, là anh đang ở đây. Hải Sapa, xe tí, viên cho viên bất. Sau đây là cùng là anh em trong trong một gia đình hết nhá. Con sửa rêu đá tăng đi nữa. Em anh không đẹp. Cút có hao TV lâu không tăng đi nữa. Hao TV, hao TV lâu trái bây giờ hả? Đi hao TV cơ. Đây nút bạc bảy. Ồ, nếu mà nút bạc thì phải họp, phải kỳ lượt theo dõi lấy trời siêu tay nhỉ. Dám mơ ước. À, cũng là đăng ký 6.000 mấy rồi. 6.000, 6.000, 4, 6.000. Thực mấy video rồi. Video thì cũng nhiều rồi đấy, mấy ngàn rồi đấy. Dễ hơn để bà. Quan trọng là cái lượt theo dõi thôi. Chủ yếu là theo dõi thôi. Để chủ nhà ở phơi nắng đó đấy. Phơi nắng, phơi sương. Đỏ chói. Còn những rau này. Rau này thì... chói quá. Đỏ hơn đỏ. Lá rồi. Lá này là lá gì nhỉ? Lá rồi. Lá này là có mùi hương lá rồi nước. Có mùi hương thơm lắm, rất đặc biệt. Lá này. Khá đặc biệt là lá vả. Đây là quả vả đây thì đơn giản thôi, ai cũng biết rồi nhá, quý anh chị. Lá này với lá này khác nhau nhá. Lá hồng với lá cá. Lá bờ với lá hồng quá. Khác nhau là đen đen kìa. Hả? Cái món gì đen đen này? Đây cá. Vả sao lá hồng? Đây cá. Cá nướng ạ. Cá này là cá ao, cá nướng. Cá nướng, cá gác bếp, gác bếp. Bây giờ sau Hai Miền sẽ thưởng thức một món cá nhé. Giới thiệu sói còn không rồi. Bây giờ sau Hai Miền sẽ thưởng thức thì món cá mát nha. Bố nhắn nón tẩy lùng. Món cá mát nha. Bố nón mà ăn. Xin phép là thưởng thức nhé. Cá đây là không mồ này, còn nguyên cứt này. Nói dân giá nhé.
cho mình thích vào rất giá còn nguyên lòng. Rồi cho mình ăn thích là thích là chân. Con cầm hơi 500 quả ăn được. Nim chân, na hai chân, nim chân. Nước chấm thần thánh. Cấp độ 7 nim chân. Cực kỳ đắng, cái này đắng. Đắng ui em ui rồi xong xong mình sẽ tiếp tục cái món này cá thôi sao phù hộ năm cá thần đi lắm món cá này em được thánh mà trời con món cá này là món cá nướng con thấy con gọi là bá pinh ờ bá pinh này thả rồi cho mình sẽ tiếp tục thả cả lưỡi cho mình được anh mời nhưng mà lại thưởng thức trước chủ nhà do điều view trước thả cả lưỡi chứ mà dám là cưới sẽ còn thôi nào dám nên là cười nào còn nở mắt nhầm sao tiểu linh tiểu cơ giá con này không thể tạm được nó là nó không bị quên núi rừng à không bị núi rừng là phải hòa quyền lá này trước quên nói lá không lấy lá càng thôi lá này là phải quân vay à quân cá cũng được cái gì cũng được tàu cái tàu huy cái tàu huy chỉ chủ huy chỉ đi năm uống rượu canh để xin chẳng muốn cái tàu huy thì là bằng chèo cầm tay huy chán nó moi là chửi đặc biệt thành não đang bán người lên món này nhá quay lại mà đi ho xin máu ký tiền tình chào này nọ thiệt quài đấy. Xin phép trước nhé. Hai. Rồi anh em mà cứ lên đi. Quay này. Còn đây là lá đu đủ ăn kém. Dám tôi chứ. Khi nó mà chào hình. Dám tôi chứ. Tạm nhung với là hình. Rồi. Phan luôn. Lá đây để xong. Ý, ê lên này. Chờ cháu hướng mày phát biểu này chờ. Món này là màu xanh đặc biệt đây là rêu rêu đá. Rêu đá này, bây giờ mình thưởng thức này. Cái lau này, lau một trăm chứ. Bây giờ sẽ đi có một món cá nữa, bây giờ cá mắc hai món cá rồi. Bây giờ ta xin là món cá ở mâm bên kia cơ mà. Cá kia lại có con món khác. Con. Mời nước ngọt cả mờ vào. Mời nước ngọt á, chàm. Ông sư. Anh đi về con nghĩa là bà chiến. Cá mát là bà chiến. Bao nhiêu đấy? Bé ấy, bé ơi, học ở trong đây này. Tao thư học ở trong đây này. Lấy chàm ra đi. Cái này. Chàm ra xóa ngay, không còn mấy con đây này. Chúc sức khỏe, ai khơi nơ. Chúc sức khỏe. Ai khơi. Bơ tới đây kìa, là cần phát ơn. Mết lo luôn chứ. Bày. Ôi. Hay mai mà đổi kẻ. Nước ngọt đọc thiệt đây. Nhà nhà bây giờ ta sẽ review cái món cá thần. Nhà nhà bây giờ đọc thơ cá thần. Cá thần đó là ở Thanh Hóa. Nhưng mà người ta có tên gọi là chi? Thì mình là cá gì rồi không biết. Cá mát. Không phải cá mát. Hỏi cậu Hải đi. Cái đó đã nói rồi. Quên đi là cá nộp. Cá gì? Cá lấu. Cá lấu, cá lấu, cá lấu. Ở bên cái xuôi thì bên Thanh Hóa gọi là cá thần nhưng mà về Nghệ An bên Tây xứ nghe á. Thôi mình cái là cá lấu. Đây là cá lấu luôn. Thật đó hả? Đây là cá thần à? Ờ. Bên Thanh Hóa là cá thần rồi. Thôi nhá, xe thuê ơi ngàn về ta thì hỏi. Nhưng mà thịt đàn có ngon không? Có thuê thần thì nó có cái sông đó thôi thì mấy cái sông vùng nó thôi mới là thần còn đến. Đang xin được mới cứ cá ta mình. Cô nó giờ ta thì ta nó chết rồi. Ta này. Tăng ăn xin xem mình nói cái côn cái tăng lên cái đó. Đó đi lên là cười xin đi. Do mình ướp thì mình ngon như thế này. Kiểu giò ấy. Ngon đấy, ta ướp rồi. Do mình ướp nó dai dai, giòn giòn. Anh ép một bữa chưa? Anh nói cho bằng lưng này. Vâng thì clip đến đây thì Sông Ai Miền còn giao lưu với anh em của mình. Thì trước khi giao lưu thì cũng có nhiều cái phát biểu thì có cái đúng cái sai. Cho nên Sông Ai Miền không thể quay hết clip khi chúng ta ăn uống được. Thì đến đây Sông Ai Miền sẽ để nó tự nhiên. Thì Sông Ai Miền sẽ xin xuống like ở đây để cùng thưởng thức một bữa cơm thân mật cùng gia đình của anh của mình.
và cùng gia đình đây. Và xong hai miền đây, cho đến đây xin phép xuống lại nhé. Xin chào, hẹn gặp lại nhé.